Và để hiểu rõ hơn về đời sống và thiệt hại của người dân tại khu vực vỡ đập, ngay bây giờ chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Đình Hoàn đang có mặt tại hiện trường. Xin mời anh Đình Hoàn. Xin mời anh Đình Hoàn ạ. Vâng ạ, xin chào trường quay, xin chào quý vị và các bạn. Ở nơi tôi đang đứng đây là lòng hồ Đầm Thìn thuộc xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Khu vực này thì vốn là ngập sâu trong nước. Tuy nhiên vào thời điểm này khi mà đập Đầm Thìn bị vỡ vào buổi sáng ngày hôm nay thì mực nước tại đây đã bị hạ thấp từ 7 đến 8 mét. Và điều này thì khiến cho cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là những hộ dân mà nuôi cá ở trên mặt nước, khi mà tài sản của họ thì đều đã bị cuốn trôi theo dòng nước lớn. Và để có thể là hiểu rõ hơn về vấn đề này thì ngay sau đây thì tôi sẽ trao đổi nhanh với một người dân sống xung quanh khu vực này. Vâng ạ, xin chào ông. Ông có thể cho biết là cái việc mà đập thủy lợi Đầm Thìn bị vỡ vào buổi sáng ngày hôm nay thì đã gây ra những cái khó khăn như thế nào cho gia đình ạ? Báo anh là tôi đã nuôi cá ở cái hồ này, đây là năm thứ 5 rồi. Thế nhưng mà 5 năm rồi thì tôi chỉ chủ yếu là nuôi thả và chưa có thu hoạch gì cả. Đấy, thế nhưng mà hôm nay là đúng là nó cũng không may. Là nó hầu như là toàn bộ cá là ở dưới hồ là hầu như là nó đi quấn theo dòng nước, nó đi hết. Hiện bây giờ dưới hồ thì cái mức nước chỉ còn độ 2-3 mét nước thôi. Coi cái lượng cá nó cũng là còn là không đáng kể. Coi toàn bộ số cá trong vòng khoảng 4 năm rồi mà tôi nuôi thả ở đây là coi như là đã mất toàn bộ. Ngoài ra thì hiện nay thì ở trong lòng ấy là còn khoảng độ 12 tấn cá. Cá lăng tôi nuôi năm nay đã khoảng được 1 năm rồi mà cũng chưa đến cái thời kỳ thu hoạch. Đấy. Thế nhưng mà nước hồ thì bây giờ nó còn rất là nông, nên là nguy cơ là nếu như cứ trong những ngày tới mà nó nắng nóng và nó kéo dài thì cũng rất là nguy hiểm, bởi vì là nó sẽ nóng nước và nguy cơ có thể là hơn chục tấn cá có thể nó sẽ chết. Ông có thể cho biết là cái số lượng cá mà bị cuốn trôi và ước tính cái thiệt hại về tài sản của gia đình đến thời điểm này là như thế nào? Thực ra thì đối với cái lượng cá thì 20-30 tấn cá bây giờ thì nó cũng khoảng độ, nếu mà so với giá thị trường bây giờ cứ bình quân nhân với độ 25.000 một cân thì chắc nó cũng khoảng 700-800 triệu. Thế ngoài ra cái lượng cá lồng của tôi hiện bây giờ khoảng gần hơn chục tấn cá, nhưng mà cá chủ yếu là cá lăng. Nó cũng mới được một năm tuổi mà cũng chưa đến thời gian thu hoạch, vẫn đang giai đoạn nuôi để mà trở thành cá thịt. Thì nếu mà tính cái lượng cá trong hồ trong lòng đây cũng nó cũng cái giá trị hiện nay nó có khoảng gần 1 tỷ đồng được nữa. Nếu như mà thời tiết mà nắng nóng trong thời gian tới thì nếu mà nó không có thể mà chuyển cá đi đâu được, vì hiện bây giờ là không biết chuyển cá đi đâu được. Đấy, bởi vì nó không có chỗ để mà nuôi. Đấy, thế thì do vậy là cái nguy cơ là nó thiệt hại rất là lớn đối với con cá của gia đình tôi đã đầu tư nuôi thả ở hiện nay. Gia đình thì có cái mong muốn, có cái nguyện vọng gì vào cái thời điểm này chưa? Thực ra thì chúng tôi là đầu tư sản xuất, chỉ mong muốn là nó sẽ đem lại cái hiệu quả thôi, không ai muốn nó rủi ro như này cả. Thế còn với chúng tôi cũng không biết nói gì cả, nếu mà nhà nước mà quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cho chúng tôi để bớt khó khăn thì cũng đấy là một điều rất là tốt. Vâng ạ, xin cảm ơn ông và tôi rất là chia sẻ với những khó khăn và gia đình gặp phải, và chúc ông và gia đình thì sẽ sớm vượt qua cái khó khăn này để ổn định cuộc sống ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, rõ ràng việc đập Đầm Thìn bị vỡ thì đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống cũng như là sinh hoạt của người dân vào thời điểm này. Và chúng tôi thì sẽ còn tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn công tác khắc phục hậu quả cũng như là nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng mà đập bị vỡ trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ thì xin mời trở lại với trường quay ạ. Vâng, cảm ơn anh Đình Hoàn với những thông tin nóng hổi vừa rồi ạ.